Hai chiến hạm của Mỹ đang hoạt động gần tàu Hải Dương 8 của Trung Cộng tin đến từ Việt Nam. Báo Thanh niên ngày 22 tháng 4 năm 2020 loan tin. Vào ngày 21 tháng 4, Hải quân Hoa Kỳ xác nhận có hai tàu US America và Bunker Hill đang hoạt động trên Biển Đông. Hai tàu chiến hạm này được Reuters tiết lộ là hoạt động gần khu vực tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 của Trung Cộng đang có mặt tại vùng đặc quyền kinh tế biển của Malaysia bà Nicole, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cho biết, việc có mặt và hoạt động liên tục của Hoa Kỳ ở Biển Đông là để thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không trên nguyên tắc quốc tế. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Úc cho biết, tàu hộ vệ hỏa tiễn là HMAS của Hải quân Hoàng gia Úc đã tập trận với các tàu chiến Mỹ ở Biển Đông. Theo đó, thì tàu MSAS đã tham gia tập trận với tàu tấn công đổ bộ America tàu thường dương hỏa tiễn dẫn đường Bunker Hill và tàu khu trục Perry. Còn thời điểm tập trận diễn ra và lúc nào thì Bộ Quốc phòng của Úc không chưa biết. Đây là hoạt động diễn ra trong nhiều năm qua của Úc nhằm duy trì hoạt động giao lưu quốc tế mạnh mẽ giữa Úc và các nước trong và quanh khu vực Biển Đông. Trước sự kiện trên, thì bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nói rằng nhà cầm quyền chỉ quan tâm và theo dõi sát tình hình trên Biển Đông.